Nghệ sĩ Đức Hải phải nhập viện khẩn cấp. Vừa qua trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Đức Hải đã chia sẻ một số hình ảnh lúc anh phải nhập viện để cấp cứu. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho nam nghệ sĩ. Được biết tối qua Đức Hải gặp vấn đề về tim mạch, tim đập lên tới 129 nhịp một phút, khiến gia đình ai cũng lo lắng và phải đưa vào viện khẩn cấp. Khi vào đến nơi các bác sĩ đã tiến hành đo huyết áp, nhịp tim, thử máu và cho thở oxy rồi chụp phổi. Bác sĩ đã cho nghệ sĩ Đức Hải uống 2 viên rưỡi thuốc trợ tim, sau đó nhịp tim còn 102 nhịp một phút. Sau đó, các bác sĩ kết luận Đức Hải không có vấn đề gì, chỉ có tim đập nhanh và có thể có một chút vấn đề về phổi do anh hút thuốc lá, men gan hơi cao. Hiện tại, sức khỏe của anh đã phục hồi trở lại. Nghệ sĩ Đức Hải gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã chăm sóc tận tình và gia đình đồng nghiệp cùng nhiều khán giả quan tâm hỏi thăm bệnh tình của anh.